Sau khi ly hôn, Trương Quỳnh Anh ngày càng nhuận sắc, Tim phờ phạc thấy rõ. Qua hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân, có thể thấy rõ Trương Quỳnh Anh và Tim ai là người lên hương xuống sắc sau khi chính thức công khai đường ai nấy đi. Thông tin Trương Quỳnh Anh và Tim ly hôn từng khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ bởi cả hai đã sống chung có con và chỉ chờ một đám cưới. Thế nhưng khi đám cưới chưa được tổ chức, cả hai đã đường ai nấy đi. Theo tiết lộ, Trương Quỳnh Anh và Tim ly hôn trong hòa bình, hậu chia tay họ vẫn sống chung dưới một mái nhà. Dù việc hôn nhân rạn nứt ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần, nhưng Trương Quỳnh Anh vẫn cố cân bằng cuộc sống sau biến cố. Nữ ca sĩ vẫn xuất hiện tươi tắn tại sự kiện, cô dành thời gian nhiều hơn cho con trai. Mới đây, Trương Quỳnh Anh đăng ảnh mặc áo tắm gợi cảm khi đi du lịch ở Quy Nhơn. Nhiều fan đã dành lời khen ngợi nhan sắc ngày càng lên hương của gái một con này. Nhan sắc của Trương Quỳnh Anh ngày càng lên hương sau khi ly hôn với Tim. Nữ ca sĩ gợi cảm khi mặc áo tắm khi đi du lịch ở Quy Nhơn. Nhìn sự trùng hợp ở cánh cửa, chiếc ghế, nhiều người tự hỏi phải chăng Tim và Trương Quỳnh Anh đang đi du lịch chung với nhau. Gạt nỗi buồn sang một bên, Trương Quỳnh Anh xuất hiện với diện mạo vô cùng xinh đẹp. Trái ngược với Trương Quỳnh Anh, Tim ngày càng xuống sắc, có thể thấy rõ nam ca sĩ gầy đi trông thấy, gương mặt hốc hác. Nhìn những hình ảnh dưới đây, ít người có thể nhận ra đây là chàng nam ca sĩ điển trai ngày nào. Tim gầy và lộ mặt hốc hác sau khi ly hôn. Hé lộ thực đơn giá trị bàn tiệc, đại lễ đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương. Cặp diễn viên nổi tiếng tổ chức liệt đính hôn kín đáo, chỉ có sự góp mặt của hai bên gia đình trên bãi biển ở Hội An, Quảng Nam, quê hương chú rể, tối 24 tháng 8 hôm nay, sau hơn 3 năm hẹn hò. Tiệc cưới của Trường Giang và Nhã Phương tại Resort 5 sao. Ngày 24 tháng 8, lễ đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương được tổ chức lúc 18:30 tại một Resort 5 sao ở Hội An, Đà Nẵng. Vì muốn sự riêng tư, phía Trường Giang và Nhã Phương dự kín lịch trình, địa điểm tổ chức tiệc đính hôn. Theo tìm hiểu của phóng viên, toàn bộ khu vực tiệc đính hôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Không gian lễ đính hôn được trang trí long trọng, hoành tráng như lễ cưới. Khách mời và nhân viên phục vụ đều được yêu cầu không sử dụng điện thoại nhằm tránh phát tán hình ảnh ra bên ngoài. Lễ đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương được tổ chức vào tối 24 tháng 8 tại một resort cao cấp ở Hội An, quê nhà danh hài. Chiều 24 tháng 8 hôm nay, các nhân viên tổ chức vẫn đang hoàn thiện không gian cưới. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, tiệc đính hôn của cặp diễn viên nổi tiếng diễn ra ở bờ biển, được trang trí với tông màu trắng là chủ đạo. Khoảng 8 bàn tiệc với gần 100 khách mời, bao gồm người thân hai bên gia đình cùng bạn bè sẽ có mặt trong ngày trọng đại. Để chuẩn bị cho lễ đính hôn, Trường Giang cùng Nhã Phương thuê 4 villa resort. Không chỉ thế, cặp sao còn sắp xếp đội ngũ bảo vệ đông đảo để đảm bảo sự riêng tư. Không gian resort nơi tổ chức lễ đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương. Người thân với gia đình Nhã Phương cho biết hai nghệ sĩ đều không muốn tiệc đính hôn riêng tư bị chú ý. Từ khi lên kế hoạch kết hôn, Nhã Phương cùng Trường Giang không chia sẻ bất cứ thông tin nào. Chỉ đến gần đây, hai nghệ sĩ mới cởi mở hé lộ tin vui với khán giả. Không gian sảnh trong của resort. Trong một lần trả lời phỏng vấn vào năm 2017 về lễ cưới mơ ước, Trường Giang từng nói thích một buổi tiệc tổ chức trên bờ biển, quay những clip hài hước. Nhã Phương Trường Giang hẹn hò 3 năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Hôm 18 tháng 1, Trường Giang gây xôn xao khi cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình trực tiếp tại đêm trao giải Mai Vàng. Anh xúc động thổn thức và có phần luống cuống khi ngỏ lời với Nhã Phương. Ngày 20 tháng 8, Trường Giang tiết lộ ngắn gọn về lễ cưới, đúng như Nhã Phương đã chia sẻ hôm nay. Sau thời gian dài chuẩn bị được sự đồng ý của gia đình hai bên, trong tháng 8 chúng tôi sẽ làm lễ đính hôn, đám cưới diễn ra vào tháng 9. Trường Giang cùng Nhã Phương mong nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Chiều 24 tháng 8, nhân viên bảo vệ tiệc cưới bắt đầu làm việc. Khu vực tổ chức lễ đính hôn hạn chế khách vào. Khu vực bể bơi gần nơi tổ chức tiệc đính hôn của Trường Giang đã được ngăn rào. Resort cũng tạm dừng việc để khách du lịch tại nơi đây, để đảm bảo không gian riêng tư cho hai bên gia đình. Những món truyền thống trong thực đơn tiệc đính hôn của Trường Giang Nhã Phương. Trong tiệc đính hôn riêng tư, Trường Giang và Nhã Phương chỉ mời người thân bạn bè thân thiết, với số lượng khoảng 10 bàn tiệc. Một nguồn tin tại resort tiết lộ với báo, thực đơn của tiệc đính hôn Trường Giang khá đơn giản, gồm những món ăn truyền thống như bò xào, gà xào, nem lụi, bò nướng xiên, rau củ, cá địa phương, mỗi bàn tiệc trị giá gần 10 triệu đồng. Trường Giang nắm chặt tay vợ nói 3 lần một câu, để có hạnh phúc với Nhã Phương như thế này là rất khó khăn.
Nghệ sĩ hài chia sẻ cảm xúc trước khi trao nhận đính hôn cho bà xã tương lai. Lễ đính hôn của Nhã Phương Trường Giang diễn ra vào chiều tối nay, 24 tháng 8 trên bờ biển của một resort sang trọng ở Hội An, Quảng Nam. Quê hương của anh Mười Khó, từ đầu giờ chiều các nhân viên đã tất bật trang trí không gian làm lễ, với khoảng 10 bàn tiệc và một cổng hoa, nơi cặp đôi trao lời thề ước nguyện. Bữa tiệc được trang hoàng với tông trắng nâu nước ấm cúng sang trọng. Theo một nguồn tin, lễ đính hôn được cử hành dưới ánh hoàng hôn. Vì muốn có không gian riêng tư trong ngày trọng đại, cặp đôi thuê đội ngũ bảo vệ nghiêm ngặt, có khoảng vài chục nhân viên đứng xung quanh khu vực diễn ra bữa tiệc. Từ 16 giờ, những người lạ, trong đó có khách du lịch nghỉ dưỡng tại resort, nếu đến gần khu vực này đều bị mời ra ngoài với lý do đảm bảo an ninh cho lễ đính hôn của cặp sao. Chỉ có người thân trong gia đình, bạn bè và nhân viên phục vụ mới được đi lại trong khu tiệc. Khách mời dự tiệc hoàn toàn không được sử dụng điện thoại để chụp ảnh hoặc ghi hình trong suốt thời gian cặp sao làm lễ. Theo một nguồn tin, Nhã Phương Trường Giang di chuyển bằng lối đi riêng để vào khu vực làm tiệc. Lễ đính hôn của cặp sao diễn ra vào khoảng 18 giờ 15 khi những người thân trong gia đình đã ngồi kín khoảng 10 bàn tiệc. Chú rể Trường Giang diện vết bảnh bao đứng sẵn ở cổng hoa để chờ cô dâu. Đúng giờ lành, Nhã Phương khoác tay bố ruột bước vào lễ đường trong tiếng hò reo của người thân. Bố nữ diễn viên đã nắm tay cô gái và trao cho con rể Trường Giang để cả hai chính thức làm lễ. Khi nắm tay và nhìn ngắm bà xã tương lai, Trường Giang không giấu được niềm hạnh phúc lớn lao. Anh nhắc đến ba lần câu nói, để có được hạnh phúc như thế này sẽ là rất khó khăn. Để bày tỏ tình yêu và sự trân trọng dành cho Nhã Phương, sau đó cả hai cùng trao nhẫn và khóa môi ngọt ngào trước sự chứng kiến của gia đình. Bố mẹ của Trường Giang và Nhã Phương cũng có lời phát biểu trong lễ đính hôn. Hai gia đình đều bày tỏ sự vui mừng khi hai con đã chính thức nên duyên vợ chồng. Sau khi trải qua nhiều trắc trở suốt 3 năm yêu nhau, mẹ Nhã Phương khi trao của hồi môn cho con gái đã rơi nước mắt. Chị gái Trường Giang cũng trao kiềng vàng tặng cho em dâu tương lai. Phần lễ đính hôn của cặp sao diễn ra đơn giản nhanh chóng, chỉ trong vòng 10 phút. Sau khi làm lễ, cả hai cùng gia đình bước vào phần tiệc với những món ăn đậm hương vị Việt. Cả hai vui vẻ sóng đô đi đến từng bàn tiệc để cùng ly và san sẻ niềm hạnh phúc với mọi người. Nhã Phương Trường Giang giữ bí mật về đại lính hôn và gần đây mới chịu chia sẻ thông tin với người hâm mộ. Cặp đôi cũng không mời bất cứ bạn bè trong ngành giải trí tham dự bữa tiệc. Sau tiệc đính hôn, cả hai sẽ cử hành hôn lễ vào tháng 9. Tuy nhiên, họ vẫn chưa hé lộ về ngày cũng như địa điểm diễn ra đám cưới. Hôm 20 tháng 8, Nhã Phương lần đầu xác nhận thông tin sẽ lên xe hoa với Trường Giang sau hơn 3 năm gắn bó. Cô gửi lời xin lỗi khán giả vì đã không báo muộn đến người hâm mộ. Vì Nhã Phương bận rộn với lịch quay phim ở tỉnh xa nên việc chuẩn bị cho lễ đính hôn được Trường Giang và ekip lo liệu. Bản thân Trường Giang sau đó cũng lên tiếng về tin vui và mong nhận được sự chúc phúc của khán giả. Chuyện tình Nhã Phương Trường Giang trải qua không ít sóng gió trước khi có một happy ending. Cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2015 sau thời gian nảy sinh tình cảm trên phim Trường 49 ngày. Suốt 3 năm mặn nồng, Nhã Phương không ít lần bị tổn thương vì Trường Giang quá đào hoa, liên tiếp vướng vào scandal tình ái với Quế Vân, Nam Em và Khánh My. Hồi đầu năm nay, nghệ sĩ từng công khai cầu hôn bạn gái trên sân khấu, đêm trao giải Mai Vàng, nhưng lại bị chỉ trích vì làm ảnh hưởng đến chương trình. Nhã Phương Trường Giang đính hôn phong tỏa resort hạn chế người lạ. Chiều 24 tháng 8, an ninh tại nơi tổ chức lễ đính hôn của cặp diễn viên được thắt chặt ở mức cao. Các bảo vệ phong tỏa vùng xung quanh resort, người ngoài vào bị đuổi. Theo ghi nhận của báo, sáng 24 tháng 8, không gian nơi tổ chức lễ đính hôn của Nhã Phương và Trường Giang vẫn mở cửa đón khách bình thường. Nơi đây chủ yếu đón khách nước ngoài và tôn trọng không gian yên tĩnh, riêng tư của khách nghỉ dưỡng. Gia đình Nhã Phương và Trường Giang thuê 4 villa thuộc resort này cho người thân nghỉ ngơi. Vào chiều 24 tháng 8 hôm nay, lực lượng bảo vệ tại khu vực nói trên đã thắt chặt an ninh quyết liệt nhằm bảo vệ lễ đính hôn diễn ra thuận lợi. Sau đây là một số biểu hiện thắt chặt an ninh chiều 24 tháng 8. Người lạ bị hạn chế vào, người ngoài bị hạn chế ra vào không gian sảnh và bên trong resort. Trong khi vào buổi sáng, khu vực này vẫn nhộn nhịp khách đến và đi. Khi một số vị khách lạ ngồi gần khu vực bể bơi xuất hiện với máy ảnh trên tay, họ đã bị bảo vệ, mời ra khỏi khu vực này và nhắc nhở, xin lỗi không được chụp ảnh. Khách thuê không được ra bờ biển vào thời gian diễn ra lễ đính hôn. Theo một vị khách muốn thuê phòng tại địa điểm trên vào ngày 24 tháng 8, phía quản lý cho biết họ sẽ không được quyền đi ra bờ biển trong toàn bộ thời gian diễn ra lễ đính hôn, dự kiến từ 18:30 đến 21:30. Chỉ có khách mời của lễ đính hôn và gia chủ cùng các nhân viên tổ chức, phục vụ được có mặt trên bãi biển. Những lời than phiền từ khách, quản lý thể hiện sự ái ngại và giải thích vì lý do truyền thông.
phong tỏa khách ở các khu vực gần sân khấu lễ đính hôn. Theo ghi nhận của báo, quầy bar gần sân khấu tổ chức lễ đính hôn cũng đã bị đóng cửa để hạn chế khách nhòm ngó, bảo vệ cũng căng các tấm băng chắn người qua lại ở các một số vị trí. Nhân viên không được phép dùng điện thoại và máy ảnh. Thiết bị liên lạc của các nhân viên và quản lý trong sự kiện này là bộ đàm. Theo nguồn tin của báo, nhiều khả năng các khách mời và nhóm chụp ảnh cũng được khuyến cáo không dùng điện thoại và máy ảnh khi tham gia sự kiện. Không gian quanh tiệc được khuyến cáo nguy hiểm cấm vào. Bên cạnh việc thắt chặt an ninh trong không gian resort, khu vực ngoài bãi biển cũng được ban tổ chức khuyến cáo không nên lại gần vì xung quanh khá hiểm trở và hoang vắng. Nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Sáng 24 tháng 8, Bích Trâm, chị gái nhà Phương xuất hiện trong khuôn viên resort. Cô mặc váy trắng trông vui vẻ rạng rỡ trước sự kiện trọng đại của em gái. Mặc dù vậy, hai nhân vật chính là Trường Giang nhà Phương chưa xuất hiện bên ngoài các villa mà gia đình hai bên thuê để ở. Điều này khiến nhiều người cho rằng đôi tình nhân muốn có không gian riêng tư trước lễ đính hôn.